Làm mờ phông video để nổi bật chủ thể, các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết, theo dõi hết video này của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cấp lên ha. Rồi, mình sẽ chọn là dự án mới. Ở đây mình chọn video của mình nha các bạn. Rồi chọn chữ thêm. Tiếp tục thì các bạn sẽ ấn vào video. Các bạn chọn là chữ sao chép. Rồi, chọn là lớp phủ. Dời cái video này ra ở đầu nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ ấn vào video thứ hai ha. Các bạn sẽ chọn là cắt ảnh nè. Ở đây thì các bạn chọn là xóa nền. Rồi các bạn sẽ nhấn vào dấu tích. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào lùi lại nè. Lùi lại luôn. Rồi các bạn sẽ chọn là hiệu ứng. Ở đây các bạn chọn là hiệu ứng video. Ở phần này thì các bạn chọn là chữ len nè. Tiếp tục các bạn sẽ chọn cái chữ M giùm mình nha các bạn. Đây, chữ M. Đó, rồi các bạn nhấn vào dấu tích. Khi mà ra cái giao diện như thế này nè, các bạn nhấn vào tùy chỉnh để tùy chỉnh độ mờ hết các bạn. Đó, mình có tùy chỉnh thì mình tùy chỉnh, còn không thì mình để y như cũ. Các bạn tiếp tục nhấn vào dấu tích ha. Rồi mình sẽ kéo cái chỗ chữ M này nè, kéo đến hết video nha các bạn. Rồi, vậy là xong. Rất là đơn giản nha các bạn ơi. Phạm Tâm chia sẻ hết mình, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.